Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình giới thiệu với mọi người là mình là Văn Khánh đàn tính. Hôm nay Văn Khánh rất là vui được ở nhà nói chuyện cùng mọi người. Văn Khánh sẽ hát một bài then được mang tên là Đẩy lùi virus Corona. Nếu mà các bạn ai lướt qua trên kênh YouTube của Văn Khánh thấy thì các bạn sẽ hãy ủng hộ Văn Khánh mỗi người một like để Văn Khánh được cảm ơn mọi người. Chính là tránh bình.